Xin chào tất cả các bạn, ở đấy mình có một con Suzumi size 6.000, tương ứng với cước số 4 là quấn được 240m, số 5 là quấn được 210m và số 6 là quấn được 180m. Con này có ratio của nó là 4.6 nha các bạn. Máy này thì có một pin là một pin động nha. Dòng này là thân của nó là nhôm nha các bạn, có là có carbon, nên là máy này cũng tương đối nhẹ. Máy này thì hoạt động rất là êm.